lại anh em. Giờ hôm nay em lên cho anh em lại con thổ nha anh em. Thổ con này lúc 1 lúc 2 nè, một hậu lúc hai hậu. Con này thổ rền. Tiếng khá là tốt, clip ở đầu em có chèn cho anh gái á. Con này có bài lắm nha anh em. Anh em xem một tướng tá nè. Bộ quy bộ cườm chân cẳng rất là to nha anh em. Con này bữa nó nổi nhưng mà nó bị trập trập xói xói cái đầu á, nên nó hơi chậm chậm lại, anh em về chăm lại. Đây mấy nay cái đầu nó cũng mọc lông lại rồi nha, đó đầu đang mọc lông lại nè. Anh em nào cần thì liên hệ cho em về chăm lại nó nha. Em cảm ơn tất cả các anh em nha, anh em mà cần thì liên hệ cho em nha.